trời ơi là trời, kéo đi đã rồi không biết cái vali dục ở đâu mất tiêu luôn. Hai ba thứ rồi qua lít này nó la nó khóc nó đòi tùm lum tà lá chưa bây giờ đó, cái vali ra nãy giờ đi kiếm rung hết trơn hết trọi luôn rồi. Trời ơi, tới sân bay Thổ Nhĩ Kỳ rồi mọi người ơi. Hôm nay đúng là một cái chuyến bay bão táp luôn á. Hai em bé, con vui không? Sắp đi leo lên máy bay sắp cất cánh rồi, vui không? Hai ba. Vừa mới lên máy bay á, chưa có kịp bay gì hết trơn là bà la bà khóc quá, người ta đem đồ ăn ra cho ăn trước rồi nè. Hey hey, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Anh Thư Family và cuộc sống tại Thụy Điển. Đồ ăn ngày hôm nay ở trên máy bay á, được ăn là thịt gà với lại ăn kèm với lại khoai tây nghiền. Cái màu trắng đó là cái nước sốt vô u mà nó bỏ cái dưa leo ở trong á, trắng miệng là cái coclo mousse. Rồi nước uống thì mình muốn chọn gì cũng được. Đến giờ ăn rồi mọi người. Đến nó ngủ mất tiêu rồi nè. Thổ Nhĩ Kỳ rồi mọi người ơi. Hôm nay đúng là một cái chuyến bay bão táp luôn á. Lúc mà bay á, trời gió nó giật đùng quá trời luôn. Rồi xong rồi làm bị trễ cái chuyến bay á, trễ 1 tiếng rưỡi luôn. Cứ tưởng nó là hả không có nó hủy chuyến luôn rồi chứ, tại vì hả nhìn không thấy được cái đường băng để bay luôn á. Xong rồi hả nó đậu tới đậu lui. Rồi cuối cùng nó bay, rồi leo lên trên cái máy bay ngồi thì ta nói gặp ngay nguyên một cái đại gia đình. Mọi người bị biết bị cái gì không? Bị hôi nách. Má ơi, ngồi mà ta nói ha muốn nín thở luôn vậy, muốn chết đi luôn vậy, chịu đựng á. Bay từ Thụy Điển đi qua bên Thổ Nhĩ Kỳ á cũng khoảng hả 3 tiếng mấy, gần 4 tiếng đồng hồ ngồi hửi nách á, muốn khùng luôn vậy. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái tour và review cái sân bay Thổ Nhĩ Kỳ cho mọi người xem một vòng ha. Gia đình mình sẽ đi kiếm cái chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi chút xíu và lại đi ăn tối. Hey Alice, trời ơi nãy giờ ngồi ở trên máy bay mệt quá trời, bây giờ đi xuống đây tìm được cái khu vui chơi này nè, mấy bả giống như là được chim sổ lồng vậy đó, chạy đi quá trời chạy luôn. Anh mất ảnh đi kiếm tình mẹ tới giờ 10-15 phút mới kiếm ra được cái xe đẩy. Chứ mà ảnh nó đi rồi xách vali theo nữa, đuối quá trời đuối luôn rồi đó. Alice coi chừng té nha con. Hoppa 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 hoppa. Nhảy đi. Cho em đi, vô chơi với em kìa. Vô. Mama phun đi ta hoppa so hết quá à. Con nhảy được nhưng mà con đừng có nhảy cao quá. Đúng rồi, gọi cho em kìa, em đòi kìa, cho em xuống nhảy với. Chị hai thương em lắm. Chị ba vô tư rồi, chị ba chơi mình. Thôi con để em xuống đi cho em tự nhảy. Rồi nhảy đi, nhảy nhẹ nhẹ thôi coi chừng. Chưa. Hey Alice. Hoppa hoppa hoppa. Chạy đi con. Rồi hai đứa nhảy đi. Nhảy đi nhóc. Ây da, ây da, ây da, ây da. Bé bên kia là 16 tháng hả cô? 16 hay 17? Tháng 6 là 2 tuổi. Vậy là bây giờ tháng 1. Vậy nữa, mới tuổi rưỡi à. 10 tuổi rưỡi rồi. Vậy là tuổi gửi 18 tháng.
chưa ta? À, dạ. Cái con này gặp ở trong này của người Việt Nam. Nó chơi nhiều lắm, nó đi riết nó quen rồi con. Sophia, Julia nó tìm được bạn rồi kìa. Mà một đứa nói tiếng Anh, một đứa nói tiếng Thụy Điển mà chơi với nhau kìa. Bà nói tiếng con gà, bà nói tiếng con vịt mà cũng chơi được nữa. Con bé cái nên nó không hiểu Julia nói gì. Mà Julia thì nói cứ nói đại vậy đó. À, vậy mà chơi được, các chị hỏi không? Đi nãy giờ vòng á thì bây giờ mới kiếm ra được cái chỗ này nè mọi người. Ở đây á là lầu thứ hai. Nếu mà mọi người mà đi máy bay nó đến cái cổng nào á thì mình nên đi kiếm lên trên cái tầng lầu thứ hai. Thì cái chỗ này nó sẽ là nguyên một cái trung tâm, giống như trung tâm mua sắm rất là lớn, bán rất là nhiều đồ tax free, đồ hàng miễn thuế. Bác đợi đi ăn này, bây giờ mình đi ăn rồi đi uống nước luôn. Giờ cả nhà mình sẽ đi ăn, tại vì đợi ở đây tới 9 tiếng rưỡi lận. Ở bên đây ở Thổ Nhĩ Kỳ cho nên nó bán rất là nhiều kẹo của Thổ Nhĩ Kỳ nha. Đi qua bên kia, đi bên kia vô, kia có nhà hàng nhiều rồi mình qua bên đó mình kiếm mình ăn. Đây, bây giờ nhà mình sẽ đi vô coi mấy cái nhà hàng này nó bán cái gì. Thường ở trong đây bán toàn là mấy cái Thổ Nhĩ Kỳ thôi à. Đúng rồi, đồ ăn của Thổ Nhĩ Kỳ nè, có rất là nhiều mấy cái nước sốt này nè. Với lại mấy cái đậu gà đó. Có sao nữa? À, ok. Nói hả? Đây, chỗ này nhìn đẹp quá vậy ta. Dạ, đi gô riêng nó khó lỡ rồi. Đi gô riêng nó khó lỡ. Đi vô hôm nay coi có món gì ngon không. Ê, bên đây nó bán mấy cái trái cây này. Nó giống như là cái gì? Cái kẹo ở Việt Nam mình á. Đây nè, y chang luôn ở Việt Nam mình luôn nè. Dễ thương quá vậy. Ở đây kẹo này là kẹo của Thụy Điển. À không phải Thụy Điển, Thụy Điển hoài à. Của Thổ Nhĩ Kỳ. Cái này hồi bữa mình đi ăn ở trong ở bên Thụy Điển á. Cho mọi người xem á, cái này nó giống như cái bánh rế vậy đó. Nhưng mà nó ngọt dữ lắm. Mấy cái bánh của Thổ Nhĩ Kỳ này nó ngọt kinh khủng lắm. Ở bên này là người ta làm sẵn những cái món ăn nè, xong rồi mình đặt một cái món gì người ta sẽ để cho một cái dĩa mà người ta để giá ở đây nè. Ya biết chưa? Video ho la sam. Đây là cái kẹo nè. Phía bên này là sốt không ạ. Rất là nhiều sốt. Bánh mì nữa kìa. Bánh mì, nước sốt, salad. Cho đồ ăn tráng miệng. Mà nó bán gì cũng mắc lắm nha mọi người. Mỗi một dĩa nhẹ mắc nha. Đúng là đồ ăn ở trong sân bay mọi người, nó mắc một cách kinh khủng khiếp luôn. Có mấy món như thế này thôi nè mà đã là 100 euro á. Cái này á kêu bị lộn rồi. Hỏi nó cái này là thịt phải không, nó nói ừ cái này là thịt, nhưng mà cái này á là chỉ có cái cà tím thôi, nó quấn lại nhau vậy thôi, nó làm nước sốt vậy. Mà nó bán á là một dĩa như vậy á là ôi một dĩa như vậy là 280 đồng tiền Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không biết ra euro bao nhiêu, mà nói chung là tổng cộng nó trả hết bao nhiêu đây là 100 euro. Mời mọi người cùng ăn tối với nhà mình. Mời mọi người. Đó, có hai cái cục đùi gà như vậy đó mà nãy mới hỏi giá rồi. Hai cục đùi gà như vậy là 600.000 từ Việt Nam á. Ba cục cứt. Cái gì mà ba cục cứt? Ba cái đùi gà với ba cục cứt gì? Julia nó nói không có mùi vị gì hết trơn ha, không có mùi lai mùi vị gì hết đó. Đồ ăn trong sân bay lại vậy đó. Mà ông Mít này nè, ông khoái lắm. Mỗi lần mà đi đâu cái ông khoái ăn lắm. Nhâm nhâm. Ali nó đói bụng nè. Nè má mà múc cho ăn nè. Yên trả, rồi chơi luôn. Dở quá rồi chơi rồi. Không ngon hả? Không ngon hả chị hai?
Thôi ráng đợi đi con, ráng đợi đi, đi về tới Việt Nam ăn đồ Việt Nam ngon hơn nhiều. Nó bị khô quá, nó nói đùi gà nó bị khô quá mà nó không có mùi gì vậy hả? Trời ơi là trời, kéo đi đã rồi không biết cái vali dục ở đâu mất tiêu luôn. Hai ba thứ rồi qua lít này nó la, nó khóc, nó đòi tùm lum tà lá chứ bây giờ đó cái vali ra nãy giờ đi kiếm. Rung hết trơn hết trọi luôn rồi. Đồ để ở trong đó hên nó là cái bát bo rồi mấy cái giấy tờ là mình để trong cái giỏ sách này riêng của mình rồi. Cái kia là chỉ quần áo với mấy cái đồ đạc rồi này nọ thôi. Alice ơi con đừng có rên nữa. Trời bữa nay đúng là chuyến bay bão táp luôn á mọi người ơi. Đợi chút xíu đi con. Trời đất ơi mọi người ơi, nãy giờ đi vòng vòng chỉ có chỗ này nè, xong rồi đi qua bên tới cái chỗ mua đồ ăn thôi mà sách hồi nãy mới quay phim á thì vẫn còn cái túi sách, cái vali mà tự nhiên bây giờ nó đâu mất tiêu cái vali rồi, ai lấy cái vali mất tiêu rồi. Trời đất ơi bây giờ đi vòng vòng ở đây đi kiếm mà không biết có ra không nữa. Trời ơi cái gì vậy trời, sao mà xui dữ vậy trời. Từ từ Alice đây, anh mít với mình chia nhau đi ra đi kiếm nè, nãy giờ đi mấy vòng ở đây hỏi quá trời người luôn mà không ai biết hết trơn á trời. Trời ơi mọi người ơi, mừng quá tìm được rồi. Đứng đặt đồ ăn á đằng đó đó, nãy đặt đồ ăn á xong rồi cái để đó cái nhân viên nó làm á. Cái nó không biết của ai hết trơn, nó xách cái vali của mình nó đem vô nó cất. Trời mẹ ơi, rung cặp hết trơn hết trời hết ăn nổi luôn à. Suy hoặc ôr cánh tè cánh tè. Ôi có cái hiền là mẹ. Hé lình vẹp ta. Ủa, ai làm gì làm, chị hai ngồi ăn tỉnh bơ coi kìa. Tao đi kiếm cái mặt của ổng, ổng đi kiếm cái ba lô, cái vali á, sao mà ổng nó ổng bị tim thầm à. Ổng nói bây giờ ổng hết ăn nổi, hết ăn vô luôn rồi. Thử cái bulgur này, Thổ Nhĩ Kỳ người ta ăn cái món này nhiều lắm á mọi người. Cũng ăn được nha, nó cũng mặn mặn ngọt ngọt, nó giống như nó có cái sốt cà chua ở trong á. Còn cái này là hồi nãy tưởng nó là đồ ăn chay mà nó cũng phải đồ ăn chay nên nó có thịt ở trong. Giờ mình sẽ thử một cái món này để coi nó đắt mà nó có sắc ra miếng không nha. Tôi lạc nhách lạc hiểu quá, không có mùi gì hết trơn trời. Là toàn là dầu mỡ mà ăn nó béo thì cái béo cái mỡ dầu á. Ôi ôi cái cà tím ở Việt Nam mình nó nướng lên nó xong rồi đắt mỡ hành đồ lên nó xong rồi đậu phộng rồi vô là ăn bá cháy bồ chét luôn. Còn cái này nó mắc mà trời ơi ăn không có ngon nghĩ trơn trời. Giờ là chỉ ngồi đó là tưởng tượng tới bây giờ tới Việt Nam là phóng ra đi ăn hàng liền luôn á. Sợ quá, anh sợ. Anh ơi. Sợ quá, tim thòng. Bây giờ đi mua nguyên một cái dĩa đồ ăn này nè. Bây giờ sợ quá, ăn là cho hết sợ. Chịu nổi không mập nha tôi không trời. Ăn bánh đi. Ăn bánh Thổ Nhĩ Kỳ nè, mời mọi người cùng ăn bánh Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là ăn cái gì cũng có mấy cái hạt dễ cười đó mọi người. Còn cái này là kêu là gì? Đây cà phê, đây là tea. Turkish cafe. Cà phê Thổ Nhĩ Kỳ. Coi clip nó ngóng nè. Ôi ôi, Julia. Có hot in spot. Trời ơi, vô cái là ba mua cho cây kẹo ăn rồi kìa. Chị hai cũng được cây kẹo kìa. Trời ơi, ngon quá. Chị hai kìa, chị hai có ăn không? Cây kẹo. Con nhìn vô đây con nói nè, con nói gì không? À, chị hai nói là chị hai không ăn, chị hai để dành cho bà ngoại nha. Đó, cái kẹo này nè, để dành cho bà ngoại đó. Hey Alice. Gót, ngon không? Ngon ha. Cái gì mà có đường ngọt ngọt vô là ngon à. Cái đó nó cứng lắm, con cầm lên con cắn luôn đi. Làm sao, ngon không? Gật gật.
Hồi nãy cho ăn đồ ăn thì lè, bây giờ hả để cái bánh vô ăn thì gật gật ngon. Ừ, con với lã thì con ăn đi, con thích. Nó thích ăn cái vỏ ở ngoài à. Con có mời ba mời mẹ ăn chưa? Mời ông bà cô chú, à mời ông bà cô chú thôi. Vá. Edu go lên lên. Một cái dĩa này mọi người biết bao nhiêu tiền không? Gần 700 nghìn tiền Việt Nam. Có mấy cái bánh như vậy nè, gần 700 nghìn. Trời ơi, ông nói là hả mua cho tụi nhỏ ăn thử. Ăn cái này là chuẩn cái bánh Thổ Nhĩ Kỳ. Mấy cha con nhà nó lại tiếp tục ăn nữa mọi người. Nó tính là càng quét ăn hết nguyên một cái trong cái sân bay này hay sao á, mới chịu nổi à. Sắp sửa đi lên máy bay rồi đó mà còn chưa chịu nữa, phải đi ăn xong mới chịu đi lên. 2:50 bay mà giờ này á là gần 2 giờ rồi, còn chưa chịu đi vô cổng nữa à. Giỏi quá, mời mọi người ăn. Áo có chừng rớt đó con. Alice nó cũng đói bụng kìa. Giờ này 1 giờ mấy, gần 2 giờ đêm rồi đó mà nó còn chưa chịu ngủ, nó còn tỉnh queo à. Ừ, con ăn đi, nó rớt bây giờ nè. Ngon Julia. Hồi nãy cho đi ăn cái món Thổ Nhĩ Kỳ không chịu ăn, chê. Về ăn hamburger. Thôi má không ăn đâu, con ăn đi. Ăn cái này ngon mà đúng không? Đúng không? Khoái vậy, đụng tới hamburger là mê lắm. Hồi lăn lê trường bò 9 tiếng rưỡi ở cái sân bay Istanbul thì bây giờ cũng tới giờ đi vô, đi lên máy bay để đi bay về Việt Nam rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 7:30 ngày mai. Bye bye mọi người. Ngày mai nha.